Hello, xin chào mọi người ha. Thì hôm nay thì cũng hết Tết rồi. Hôm nay em quay cái video này là ngày mùng 8. Thì em thông báo cho mọi người là em sẽ làm lại vào ngoài ngày khoảng cỡ ngày 15 nha cô bác anh chị. Tại vì sắp tới thì em còn công việc nữa, em chưa có giải quyết xong. Nên là tầm khoảng cỡ ngày 15 thì em mới có quay video là được. Và em gửi lên cô chú bác anh chị mình xem tham khảo thử mấy cái dòng bông trang ở bên em. Thì hiện tại ở bên đây thì em đang có một cái lô cam Đài Loan. Đây cái lô này. Còn một mớ bên kia nữa, cũng nhiều lắm anh chị. Mà hổm gà em hay quay lên chia sẻ tới anh chị đó. Bón phân, xịt thuốc từ lúc mà khâu bứng vô chậu rồi đó anh chị. Bây giờ thì nó đã lên bông nè. Cây nó tỉnh lại, nó lên bông hoàn toàn tự nhiên nè anh chị. Để ngoài nắng bình thường ha. Cây của mình nè. Lá của nó là lá đòn. Đây cái lá đòn này cũng có bông luôn nha anh chị. Thì cái lô này khi nó nở ra thì nó sẽ rất là đẹp nè. Cây này thì nó thuần chậu cho anh chị của mình. Lá này không có, lá bên đây có nè. Mấy cái này là mấy cái bức bông của nó nha anh chị. Nó mới vừa lên thôi, sau này nó sẽ bự lên. Còn những cái bông này là nó đỡ, nó rụng rồi. Đây là cái chân của nó nè. Còn cái gốc của nó nè. Cái gốc của nó nè anh chị. Nó lên rồi ha. Lên cái tượng. Bứt mấy cái này hết đi. Bên kia nó lên nữa kìa, em chưa có cắt. Chậu em để bình thường ở ngoài như vậy nè. Cái cây tre nè, hồi trước là em cầm vô cho nó đừng có ngã anh chị. Anh chị thấy nè, cây em cắt vô, em cưa nó ngang hết trơn. Cái nhánh nào mà nó héo quá thì em cắt bỏ để nuôi lại cái nhánh khác, nó lên tường anh chị. Cây nói chung cây thường chậu vậy anh chị, mình mua gì chăm nó dễ lắm, để sao nó cũng sống chứ. Còn anh chị mình mua cái cây mà nó tàn xum xê hết trơn nhưng mà đem về mình chăm thì lây quay nó chết. Ví dụ như cây bên đó kìa anh chị thấy không, cây gốc cây nó rất là lớn luôn đó anh chị thấy không, cái tàn rất là khủng. Bây giờ thành ra nó như vậy đó, bây giờ nó đâu có cái đọt rồi anh chị thấy không, đọt non non đang lên đó là em cắt bỏ đó anh chị. Hồi trước bứng cây đó vô tàn rất là bự luôn, nhưng mà để tàn là cây đó nó sẽ chết cho nên phải bứng. Ý lộn, em xin lỗi, phải cắt. Còn bên đây là mấy cái gốc mỹ hồng, em quay sơ lược qua cho anh chị mình xem mấy cái mặt hàng này mà mình sẽ xả ra cho anh chị mình tham khảo nè. Em có là chanh trắng, chanh Đài Loan, chanh mỹ hồng, tím sen nữa ha, chanh tàu. Chanh tàu thì em chưa có bứng vô nhiều, đây là Đài Loan nó đang lên bông rất là đều. Hàng này là bao thường chậu cho anh chị mình chơi nha, hàng này đem về trồng chơi là khỏi không phải sợ chết chứ. Mỹ hồng lên bông nè anh chị, đang lên búp nè, lá anh chị thấy xanh mờn mởn hết trơn, cái gốc nó bự lắm nha. Bên đây anh chị thấy nè, búp đều hết trơn. Ơi con sâu đi chỗ khác đây nè anh chị. Mấy hôm nay Tết em không có xịt thuốc, sâu nó lên tới đây anh chị. Chị thấy búp đều hết trơn, còn cái gốc của nó nè anh chị ơi. Đây cái gốc của cây mỹ hồng, gốc chà bá luôn chứ không phải gốc nhỏ đâu nha. Vì anh chị mình chơi vô cái chậu mà lùng á, anh chị nào mà chơi chậu lùng hoặc là chơi bonsai á, đó anh chị mình thấy mấy cái gốc nè, gốc nào gốc đấy chà bá không á. Anh chị thấy bên kia có cái bộ đế đẹp nữa kìa. Thì mấy cái cây này để sau khi mà khoảng cỡ ngày 15 hoặc là ngày 17 gì nha anh chị, 15 hoặc 17 khoảng cỡ 2 ngày đó ha. Tại vì em chưa có sắp xếp công việc xong nên em chưa có làm lại được, anh chị thông cảm á, không có thời gian mà xài cái điện thoại. Rồi nhiều khi em quay lên là anh chị gọi rồi em nghe không có kịp, với lại gói hàng không có kịp á, là mất công anh chị chờ. Nên em quyết định em để tới ngày đó em sắp xếp xong công việc hết rồi thì em mới quay lên vô luôn. Đây chị xem cái góc, em quay sơ lược cho anh chị mình xem ha. Đây là cây mỹ hồng nha. Ui dạ, nó nặng quá chứ. Cái góc anh chị thấy, cái nhánh này hồi xưa là em cắt bỏ nè, nó lùn. Bồ đế đó nè anh chị, cái bông trang mà cái góc này vậy đó, già khù luôn ha, cứng hết trơn luôn. Cái lô này thì em bứng gì nó cũng khoảng chắc một năm luôn rồi đó chị. Lô này em bứng gì nó lâu lắm rồi, mà hồi đó tàn nó bự, nó xấu quá nên em cưa bỏ tàn hết để lên lại cho anh chị chơi sau này, chơi cái gốc thôi. Còn bên đây thì có mấy cây Đài Loan với chanh trắng. Đây, ở đây có đám Đài Loan với chanh trắng này. Cây bên em là thường chậu hết trơn, anh chị mua về chơi khỏi sẽ chết, cứ yên tâm phần đó ha. Còn anh chị nào mà không có chưa có chơi á, mình không có biết chăm sóc làm sao á, thì anh chị cứ để là bình luận và nhắn tin cho em thì em sẽ hướng dẫn cho anh chị của mình. Đây mấy cây Đài Loan hàng một cốt nha anh chị, cây nào cũng có gốc cho nên tại vì em tưới với cái cho phân hết trơn rồi. Mới đầu vô nó cũng vậy nè anh chị, mới đầu mình vô cái chậu nó cũng vậy nè đó, nó còn cái xuống dưới một đoạn nữa, nó còn một thân xuống dưới một đoạn nữa mà em tưới á, em tưới từ từ cái phân nó dẻ lại nó, chứ một phần cái cây nó ăn bớt nữa nên cái phân nó lưng lại. Ban đầu thì cái này là cho cháu rồi nó xốp, bây giờ cái nó cứng nó dẻ lại rồi đó anh chị, thành ra là nó lòi cái bộ đế nó lên nè anh chị thấy không, nguyên cái bộ đế của nó luôn. Cây này cây trang cam Đài Loan á,
anh chị muốn khui xuống thêm vẫn được nha. Đó. Mình khui xuống thêm, mình qua cái chậu khác mình khui xuống thêm thì mình chịu khó mình chặt, mình trồng con dây á, mình chặt ba cọng vô trong cái chậu á, cho gỉ cây mình xuống là sẽ lòi bồ đế lên, trang mà vẫn chơi đế luôn, giống như cây mai luôn anh chị. Đây, có nụ nè. Do là hổm ngày Tết thì em không có quay cái video được, nên là hôm nay em quay lên em thông báo tới anh chị mình cái thời gian mà em làm lại ha, không có quay video lâu quá thì cái mục ở trên cái YouTube này, YouTube đó anh chị, nó mắc cái đề xuất. Thì khi mà em làm lại em đăng cái video lên đó anh chị sẽ không thấy được. Phải làm lại rất là lâu, tầm phải 1 tháng có khi 2 tháng hơn nữa thì nó mới có lại cái đề xuất, khi em đăng cái video lên thì anh chị mới thấy ha. Còn mà bỏ lâu quá không có đăng á thì thành ra nó mắc luôn. Cho nên là anh chị nào có thắc mắc, có gặp cái vấn đề gì khó khăn trong quá trình mình chăm sóc cho con trang, hoặc là mình mua ở đâu đó gì mình không có biết cái hướng xử lý, thì anh chị cứ bình luận thì em trả lời không hết á, hoặc là anh chị nhắn tin qua Zalo của em đó, em trả lời không hết thì em sẽ làm cái video em chia sẻ lên anh chị. Ví dụ như là nhiều anh chị hỏi quá chung có một vấn đề thì em sẽ làm cái video để em nói, em chia sẻ cho anh chị mình đó, anh chị mình xem được video đó sẵn thì em cũng có đề xuất, và sẵn thì em chỉ nói một lần thì rất nhiều anh chị người ta sẽ xem được và người ta biết ha. Có một số anh chị thì chưa gặp vấn đề đó nhưng mà có thể mình xem để mình tham khảo, sau này lỡ mà mình có bị như vậy thì mình cũng biết cái hướng xử lý ha. Thì cái video này nội dung nó chỉ có bao nhiêu đây thôi, em xin dừng ở đây. Em chúc anh chị là xem video vui vẻ, anh chị nào mà yêu thích á, thì mình cứ bấm đăng ký kênh ủng hộ em ha. Khi mà em ra cái video là anh chị mình sẽ thấy liền. Rồi em chào tạm biệt tất cả anh chị của mình nha.